Trời ơi trời, dạo này mưa gió mà làm ăn giờ xe ôm mưa gió là sao mà có khách trời. Má ghét bỏ nghề nữa quá, ngủ một giấc mới được. Ôi. Cái gì vậy? Anh chạy xe ôm không? Ừ. Xe ôm không lên? Trời ơi lên đi. Ừ. Đang đi. Anh trai, sao? Anh trai. Anh chở em lại đi qua đây anh trai. Qua đây làm gì? Bên trường gà này mới đá gà. Em mới đá gà bên đây nè. Mới gà. Mới bị công an bắt rồi. Bây giờ anh chở em qua bên cái trường gà của ông Hai Ý rồi mà anh đá anh. Trường gà Hai Ý hả? Nghe sao lạ quá ta. Trường gà này mới mở. Bình bển ra em nói thiệt cho anh á. Anh đã chạy xe hôm nay không biết trường gà. Cái trường gà bên mà ở chỗ mà cái ông Tư Lát không? Dạ đúng rồi anh. Ông mình nói về công an với em hùa từ sáng giờ ba độ rồi. Dạ em đã cầm bằng phái của vợ em rồi. Bây giờ nếu mà lỡ mà ngược lại em không qua bánh gỡ là chết em liền. Phải qua đó ông Tư. Nhưng mà cái ông Tư Ý đó là cái đường vô cái hẻm không? Dạ đúng rồi anh. Anh chạy vô. Ủa sao không? Tôi vô trỏng tôi không thấy hả? Trời ơi, nói chung là biết sao nó không cho người lạ vô nếu không có người canh trên đường ngoại trơn à. Vậy hả? Ừ, bây giờ anh chở qua bánh đi. Mình bển. À bển nhiều người không? Trời ơi em nói anh ấy, ngàn cả trăm ngàn người bánh. Trời ơi. Đá tiền nó phóng tiền bạc. Đi lại đi em qua bển em gỡ anh. Từ tôi hỏi xíu coi. Dạ. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ vô đường hẻm phải không? Dạ đúng rồi anh. Rồi vô đó có ai canh không? Hai thằng canh. Hai thằng canh luôn. Dạ. Ủa sao bữa vô không có thằng nào ta? Coi chừng anh vô cái bữa đó coi chừng là nó không có đá gì hết. Tôi chạy xe ôm vô đó hoài à. Không thấy. Bây giờ anh chạy em qua bển lẹ đi em gỡ lại anh. Rồi dạ, lên đi. Dạ, tôi chạy đó. Dạ dạ anh. Lẹ đi nè, đậu mũ vô ông nội. Anh yên tâm đi, nhiêu tiền không được à, cũng được chứ. Nhưng mà phải tưới đúng không? Phải tưới anh, bên đây này anh qua bên sông cái cá liền đây. Nhiều không? Dạ dạ nhiều lắm, nhiều. Bảnh lẹ đi em đá lẹ lên. Lẹ nha. Dạ dạ nhanh đi anh trai, nhanh đi qua bảnh đá em gỡ lại coi. Chạy hù quá trời hù từ sáng giờ coi. Nhanh không? Dạ dạ đúng rồi. Gấp không? Gấp không? Gấp lẹ đi anh trai. Gấp không? Dạ như tiền cái này nhanh lắm nè. Sao anh? Đi xuống xe. Xuống xe chạy lẹ đi chạy. Là xuống xe đi. Tao đi không đi xe ôm khác. Thì xuống xe đi. Xuống xe đi. Nhìn nè. Nhìn vậy sáng giờ hua cái gì sáng nha. Thấy gì chưa? Ủa sao anh chạy xe ôm làm gì anh mặc cái áo? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Chích mẹ nó rồi. Anh chạy mới chạy ra hỏi ra đây gặp dưới đó chạy. Ủa anh chạy cái trong phải anh chạy xe ôm anh chạy. Xe ôm gì tao gài nãy giờ tao ở đây tao giả xe ôm đó. Tao như nãy giờ em chưa nói cái săn gà của anh này. Hiểu không? Ông gài cơ quan điều tra nó cũng ông gài điều tra dữ lắm á. Dạ anh trai. Không biết chạy gà ở đâu bữa nay mày chỉ. Anh trai mày nằm trong đó. Này. Anh trai. Đi đâu? Tính chạy hả? Dạ không có anh trai. Chứ mà nãy mày làm gì? Anh trai nói chung á gãi là anh hai cho em đi anh trai đó thiệt em còn nhỏ nhà anh trai. Còn con nhỏ hả? Dạ. Mày đừng có xạo, tôi điều tra hết trơn rồi. Mày độc thân. Cái gì nói gì còn ghiên nữa. Dạ đúng rồi. Sao anh biết anh trai? Trai tao mới lớn luôn anh trai, bảo hành luôn. Sao anh biết nè. Giờ nhanh không? Cái này nhanh nhất nè. Lên phường nhanh. Anh trai hai giùm em đi anh trai. Lên xe liền. Anh. Trời ơi chạy. Gì đâu mà đi ra đây còn bị công an gài nữa hả chạy. Gà cái gì mà. Anh trai với anh. Wow.